Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, dưới sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá và thị trường ngoại hối đã có một năm cơ bản ổn định với mức biến động dưới 2%, và đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tỷ giá trong tầm kiểm soát của cơ quan điều hành sau khi phá vỡ mục tiêu vào năm 2015. Tỷ giá ổn định sẽ được các doanh nghiệp và chuyên gia nhìn nhận đánh giá như thế nào? Liệu năm 2018 có hay không áp lực đối với tỷ giá và thị trường ngoại hối? Dự đoán của giới chuyên gia cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp về tỷ giá. Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về tất cả những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng nhìn lại kết quả điều hành tỷ giá trong năm 2017 qua phóng sự của chúng tôi sau đây. Kết thúc năm 2017, tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ đã có diễn biến khá ổn định khi gần như chỉ đi ngang trong hai quý cuối năm. Nhìn lại diễn biến tỷ giá năm qua, sẽ thấy mặc dù có xu hướng tăng mạnh ở đầu năm vào tháng 1, đầu tháng 2 và giữa tháng 4 năm 2017, nhưng đến hết năm, Việt Nam đồng trên đô la Mỹ chỉ dao động khoảng 1,5 đến 1,7% so với mức tăng đầu năm tính theo tỷ giá trung tâm. Theo đó, 1 đô la Mỹ bằng 22.745 Việt Nam đồng. Tính bình quân, biên độ dao động tỷ giá suốt năm chỉ dưới 1,5%. Như vậy, tỷ giá Việt Nam năm 2017 gần như không có những cú giật cục như những năm trước, trừ tác động theo mùa vụ chu kỳ cuối năm và tác động của đồng bạc xanh đi theo bầu cử Tổng thống Mỹ. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ lên ngân hàng cũng không có nhiều biến động. Thị trường ngoại tệ nhìn chung đã có một năm ổn định và Bloomberg bình chọn Việt Nam đồng là một trong ba đồng nội tệ thuộc quốc gia ổn định nhất trong khu vực châu Á. Điều này cũng phản ánh sự ổn định và tích cực về tăng trưởng, chính sách tiền tệ của kinh tế Việt Nam trong năm. Tôi cho rằng năm 2017 là một năm rất thành công của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ nói chung, bao gồm cả lãi suất cũng như là tỷ giá. Xét riêng về tỷ giá thì có thể thấy được rằng là nhờ cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt mà kỳ vọng của thị trường không chỉ có một chiều là chiều lên, mà thậm chí là có thể có lúc lên có lúc xuống. Như vậy nó phá vỡ được cái tâm lý đầu cơ vốn có trên thị trường tỷ giá. Yếu tố thứ hai nữa đấy là ngân hàng nhà nước rất kiên quyết trong việc chống đô la hóa. Ví dụ là ngân hàng nhà nước tiếp tục giữ lãi suất USD bằng 0% và khiến người giữ tiền USD không có lợi khi nắm giữ đồng USD và bán USD chuyển sang nắm giữ đồng Việt Nam đồng. Cái sự điều hành khá là linh hoạt, chủ động của Ngân hàng Nhà nước đối với tỷ giá. Trong đó thì cái cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm được coi như là một trong những cái điểm then chốt dẫn đến cái sự bình ổn của thị trường ngoại hối cũng như tỷ giá. Và bên cạnh đó thì có thể thấy rằng là những cái yếu tố của thị trường liên quan đến yếu tố những cung cầu trên thị trường ngoại hối cũng là một cái yếu tố mà nó có thể coi như là rất là quan trọng để giúp tới cái sự bình ổn trên thị trường ngoại hối trong năm 2017. Tính từ năm 2014 đến nay, tỷ giá chỉ biến động mạnh trong năm 2015 ở mức 5,34%. Tỷ giá trong năm 2014, 2016 và 2017 chỉ biến động trong khoảng từ 1 đến 1,5%. Có thể thấy rằng các chính sách tiền tệ điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước đã hướng đến mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ. Thực ra cái mức 50 tỷ đô la là cái mức mà chúng ta không mong muốn năm nay đâu. Chúng ta mong muốn vào những cái năm là 2019, 2020 thôi. Nhưng mà năm nay thì có rất là nhiều nhân tố và Ngân hàng Nhà nước đã mua vào cái dự trữ ngoại tệ ở một cái mức là cũng trên 10 tỷ đô la. Thế thì tôi cho rằng với một cái nền kinh tế như Việt Nam, với một cái dự trữ ngoại hối như thế thì nó tạo ra một cái niềm tin rất quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong nước mà ở quốc tế, và đó là cũng là một cái lợi thế rất là nhiều khi mà chúng ta hoạch định các cái chính sách kể cả về tỷ giá hối đoái cũng như là lãi suất, và cái thị trường vốn của chúng ta cũng có thể nói là có thêm nhiều lợi thế để thu hút vốn ở bên ngoài vào. Năm 2017 thì tỷ giá không có cái biến động lớn và nhìn chung là vẫn ở giữ ở cái mức ổn định. Cái việc mà nhà đầu tư nước ngoài là liên tục rót vốn vào thị trường Việt Nam. Về cái đầu tư gián tiếp thì năm nay là đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 82% so với năm trước. Thế còn về thị trường chứng khoán thì năm ngoái nhà đầu tư nước ngoài rót vào đâu đó cỡ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào thị trường niêm yết.
Thì cái con số này là cho thấy một cái lượng cung ngoại tệ rất là lớn, và do đó là ngoại tệ đồng, cụ thể đồng đô la Mỹ là gần như không có cơ hội tăng giá trong năm 2017. Thưa quý vị, có thể nói rằng doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế. Doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế mới khỏe. Chính vì thế mà việc tỷ giá ổn định trong năm vừa qua không chỉ là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, mà đây còn là động lực lớn cho sự phát triển của kinh tế vĩ mô. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi. Là những doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đại diện các doanh nghiệp này cho biết tỷ giá là yếu tố tiên quyết, có tác động rất lớn đến các hoạt động kinh doanh của họ. Nếu tỷ giá biến động thì sự chênh lệch lợi nhuận khi làm việc với các đối tác nước ngoài là rất lớn. Ví dụ như một cái đơn hàng của mình ký với nước ngoài, thì từng chừng khoảng 2 tháng thì hàng mới về đến Việt Nam. Đấy. Thế nhưng cái sự biến động của nó thì nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá cả tại thời điểm mà mình bán ra. Ví dụ mình nhập vào thì ở cái tỷ giá nó biến động ít, nhưng khi về đến Việt Nam thì tỷ giá lúc đấy nó đã biến động cao rồi. Và hàng của mình thì khi mình đã chào giá bán cho khách hàng thì mình không thể thay đổi trong một chốc một lát nhanh như vậy được. Bởi vậy là cái thiệt thì mình doanh nghiệp lại phải chịu, trong khi đó thuế không giảm. Đấy, rồi các chi phí khác không giảm, đấy, chi phí tàu biển lại tăng. Và đối với doanh nghiệp mình thì tỷ giá là một trong những cái yếu tố để cấu thành chiến lược kinh doanh. Đấy, thì có những thời điểm mình bán cái dịch vụ vận tải mà tỷ giá cao, mình xuất khẩu dịch vụ vận tải trong nước mà tỷ giá cao thì mình sẽ có lợi. Nhưng có những thời điểm mà tỷ giá cao nhưng nếu mình lại nhập khẩu dịch vụ vận tải thì đồng nghĩa với việc là mình bất lợi. Thế thì buộc lòng doanh nghiệp mình phải tính toán và phải theo dõi tỷ giá rất là sát sao để có những cái chiến lược và có những cái định hướng và chào giá đối với đối tác nước ngoài cho nó phù hợp. Với những tác động trực tiếp từ tỷ giá, sự điều hành tỷ giá ổn định trong năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã giúp cho các doanh nghiệp tránh được rất nhiều rủi ro trong chênh lệch giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng. Nói chung là cái sự ổn định đấy nó dẫn đến hoạt động doanh nghiệp của mình nó cũng đảm bảo hơn. Nó tránh những cái phát sinh và đột biến và nó kế hoạch kinh doanh của mình nó sẽ được đảm bảo và cái chiến lược của mình trong vấn đề về xuất khẩu và nhập khẩu nó sẽ bớt những cái rủi ro. Đấy, thì với mình thì là một năm vừa rồi là một tỷ giá đối với mình là thành công. Khi mà tỷ giá mà tương đối ổn định thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ góp phần là làm giảm cái rủi ro tỷ giá, đặc biệt đối với các doanh nghiệp tham gia cái hoạt động lĩnh vực là thương mại quốc tế, ví dụ như là các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp nhập khẩu. Và ở đây có thể thấy rằng là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì họ sẽ hoàn toàn không phải lo lắng về cái việc là cái nguồn thu xuất khẩu của họ khi quy đổi ra tiền Việt Nam sẽ là như nào. Và đặc biệt ở đây quan trọng nhất đó là đối với những doanh nghiệp nhập khẩu thì khi tỷ giá ổn định sẽ giúp cho cái chi phí mà họ bỏ ra để nhập khẩu hàng hóa nước ngoài sẽ được ổn định hơn và vì vậy mà tránh được những cái rủi ro tỷ giá. Bên cạnh đó, tỷ giá ổn định cũng sẽ giúp kích thích dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời làm giảm gánh nặng nợ công của nền kinh tế. Việc tỷ giá ổn định ấy, là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế. Thứ nhất là nói về cái yếu tố đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài kể cả đầu tư trực tiếp hay gián tiếp mà khi tỷ giá ổn định cũng khuyến khích họ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều hơn. Và khi mà họ đầu tư vào thị trường Việt Nam mà tỷ giá ổn định thì cái rủi ro về mặt tỷ giá của họ, việc mất giá Việt Nam đồng là rất là thấp. Và khi đó thì họ thậm chí còn tự tin đầu tư hơn rất nhiều so với những cái năm biến động tỷ giá lớn. Yếu tố thứ hai ấy là giúp ích cho cái nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta biết rằng là nền kinh tế của chúng ta có các cái dư nợ lớn bằng được ngoại tệ, đặc biệt là bằng USD. Thì khi mà tỷ giá ít biến động thì cái rủi ro mà gia tăng nợ khi mà tỷ giá biến động của chúng ta sẽ giảm đi. Và do đó thì cái áp lực nợ công cũng như cái áp lực nợ nước ngoài của kinh tế Việt Nam nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy, với sự điều hành tỷ giá linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, nền kinh tế của Việt Nam đã và đang có thêm nhiều nền tảng vững chắc để tăng trưởng một cách bền vững. Thưa quý vị, năm 2017 đã trôi qua, tỷ giá cơ bản ổn định và đây cũng là bước đệm quan trọng cho sự ổn định trong năm mới 2018 của tỷ giá và thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có những áp lực đối với biến số nhạy bén này. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về xu hướng tỷ giá trong năm 2018 cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi.
Đối với phía doanh nghiệp mình ấy, và các khối doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải ấy, và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu ấy, thì mình mong muốn là cái chính sách điều hành tỷ giá nó ổn định, tức là cái dao động trong năm nó ít, lên xuống tỷ giá nó ít. Thế nhưng mà cái tỷ giá thì mình mong muốn là sang năm nó sẽ cao hơn so với năm trước. Bởi vì sao lại vậy? Bởi vì là cái mục tiêu của mình và các khối doanh nghiệp là hướng đến xuất khẩu, và xuất khẩu thì cái tỷ giá nó cao thì nó có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, và đấy cũng là cái định hướng chung của các doanh nghiệp. Bởi mình mặc dù là kinh doanh xuất nhập khẩu nhưng mình vẫn muốn xuất khẩu để thu về ngoại tệ, và cũng là muốn mang những cái chất lượng và cái dịch vụ của mình ra với quốc tế. Thì với cá nhân doanh nghiệp mình thì mình mong muốn là tỷ giá sẽ cao hơn nhưng mà lại ít biến động hơn, cái tỷ lệ dao động nó ít hơn, để mình có cái sự hoạch định chính sách nó phù hợp hơn và nó bớt rủi ro hơn. Mong muốn của các doanh nghiệp thì vẫn cái sự biến động nó trong cái margin nó nhỏ hơn tí nữa, có thể là 1-1.2% thôi, thì là cái sự biến động của nó cũng làm ảnh hưởng rất là lớn đối với các doanh nghiệp. Tuy cũng đã giảm so với các năm khác, thế nhưng kỳ vọng của các doanh nghiệp thì vẫn mong muốn là được giảm hơn chút nữa và cái sự ổn định hơn chút nữa. Về phía điều hành chính sách thì tôi tin tưởng rằng Ngân hàng Nhà nước đã rất thành công 2017 thì sẽ tiếp tục duy trì cái chính sách về điều hành tỷ giá như vậy. Còn về phía khách quan thì chúng tôi cũng có những cái dự báo là tương đối lạc quan về xu hướng tăng trưởng kinh tế, về xuất siêu và cũng như là cái việc thoái vốn nhà nước thì có thể mang lại cái nguồn ngoại tệ lớn và đảm bảo cho cán cân tổng thể luôn luôn ở trạng thái dương. Dự trữ ngoại hối của chúng ta đã tăng lên được 54 tỷ đô và được 3 tháng nhập khẩu. Đây là con số rất tích cực và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thậm chí con số này còn tiếp tục tăng. Ngay trong đầu tháng 1 năm 2018 thì các yếu tố liên quan đến làm gia tăng cái nguồn cung trên thị trường ngoại hối như là các dòng vốn đầu tư và các dòng vốn từ nước ngoài vào chảy vào khá là tốt. Kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh, thì tất cả những điều này nó sẽ giúp cho thị trường diễn biến khá là thuận lợi. Và vì vậy mà tôi cho rằng là trong năm 2018 thì tỷ giá sẽ không có những cái biến động bất thường, và nếu như có biến động hoặc là nếu như là có điều chỉnh thay đổi thì nó cũng chỉ tăng khoảng từ 1-2%. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có rất nhiều yếu tố giúp cho chúng ta có thể điều hành ổn định tỷ giá trong năm nay. Mặc dù là cái vấn đề là trong năm 2018 dự kiến rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất từ 2-3 lần. Thế tuy nhiên cái chính sách của nước Mỹ là chính sách duy trì một cái đồng đô la yếu để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu và giúp cho tăng trưởng kinh tế của họ tốt hơn. Và chính bởi cái chính sách đó mà nó sẽ giúp cho cái tỷ giá Việt Nam đồng và USD sẽ rất ổn định và hỗ trợ cho cái quá trình điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Và chúng tôi cũng rất tin rằng năm 2018 cũng giống như năm 2017 là một năm mà tỷ giá rất ít biến động. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.